gì khi Minh Thy thi rồi mẹ có chúc gì mẹ cho nó không? Chúc thi tốt nha. Thi tốt về mẹ thưởng. Thưởng cái gì? Muốn gì được đó. Ghê. Năm của mình làm gì có mọi người. Trời ơi. Năm của mình làm gì được vậy? Mẹ thiên vị đúng không? Vậy là thiên vị chứ còn gì nữa. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Châu Nguyễn đây. Thì đây là thời gian một ngày trước khi kỳ thi Đại học Quốc gia bắt đầu. Mọi người biết tại sao mình lại có mặt ở đây không? Không phải thi lại đâu nha, mà tại vậy nè. Tại vì á, việc thi nó đi thi mà nó quên đem máy tính. Đi thi mà quên đem máy tính. Không hiểu luôn sao mà còn bắt mình đi mua đồ ăn nữa chứ. Nhưng mà do cái cửa bị khóa mọi người cho nên là phải như vậy nè. Đó, thì nó là như vậy đó, phải nhét vô từng cái vậy đó mà còn phải canh chú bảo vệ nữa nha. Tất nhiên là lúc này cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi đó. Do lúc này cũng trễ, mình đưa đồ xong là mình đi về luôn. Và đây là cái khoảng thời gian mà sau khi hai đứa nó đã thi xong. Sau khi thi xong thì hai công thi nó có thêm một cái lễ trưởng thành nữa. Thế là mình đã lật đật đi tân trang nhan sắc của mình liền. Để còn trưởng thành thêm lần nữa chứ gì. Không biết nhìn về mọi người có biết mình đang làm kiểu tóc gì không ta? Chắc khúc này thì là mọi người biết rồi gì. Rồi mọi người có thắc mắc là tại sao tóc mình quăng rồi mà còn phải uống nữa không? Không biết phải không? Tại mình cũng không biết luôn. Mình cũng không biết sao mình ra cái quyết định đó nữa. Nhưng mà ngoài làm tóc ra thì mình còn làm nail nữa nè. Nhìn bàn tay mình cái là biết bàn tay gian nắng luôn á. Sau một khoảng thời gian nữa thì Minh Thy cũng đã tới rồi. Rồi việc thi cũng tới luôn mà việc thi làm tóc trước nha. Ôi ơi, rồi mọi người có tin được không? Tính ra bé Hana nó nhỏ hơn mình rất nhiều luôn á. Mà giờ phụ mẹ nó làm tóc luôn rồi đó. Lúc này là cái đầu của mình chuẩn bị ra thành phẩm rồi nè. Và đây là sau khi gỡ ra, nó quăng một cách kỳ lạ luôn á mọi người. Nhưng mà con bé em tôi vẫn giỏi nha. Xong rồi nó còn gội đầu cho tôi nữa nè. Tay nhỏ nhưng mà làm được trò lắm á nha. Lúc này thì coi như cái tóc của mình đã xong rồi đó. Còn bây giờ là tới Minh Thy việc thi. Trời ơi, cũng bài đặt ngựa ngựa làm nail nữa kìa. Quay qua bên đây thì tóc của Minh Thy cũng đã hoàn thành. À không, chỉ là gần thôi chứ chưa nha. Thì đại khái hôm đó là ba chị em tôi tới 1 giờ sáng mới về tới nhà. Và đây là hoạt cảnh của sáng hôm sau. Tuy còn rất là ngái ngủ luôn á nhưng mà vẫn phải make up. Đã trễ giờ, thế là mình phóng một mạch lên trên đây luôn. Nhưng trễ giờ thì vẫn là trễ giờ thôi. Thành ra mình đâu có quay được cái lớp của Minh Thy Việt Thy đâu. Rất là xu luôn, nhưng mà mình quay được giáo viên chủ nhiệm của Minh Thy Việt Thy nè. Thì sau đó lớp của Minh Thy Việt Thy cũng đã chuẩn bị lên hát rồi nè. Nhưng mà trước khi hát thì có cái màn mà giới thiệu học sinh tiêu biểu của trường nè. Có cái bà đây, có cái bà đây. Thì sau đó cũng tới tiết mục văn nghệ của lớp Minh Thy Việt Thy rồi nè. Còn bây giờ thì 1, 2, 3, chào thôi. Hơi chậm xíu mà mọi người thông cảm hen. Mình đi dự lễ như thế này thì với danh hiệu là cựu học sinh thì tất nhiên là phải có nhiều cựu học sinh khác nữa. Thì đây là một trong những cựu học sinh nha mọi người. Ngoài cựu học sinh ra thì còn có phụ huynh nữa nè. Thì đây cũng là phụ huynh của mình luôn nha. Tiếp theo thì Minh Thy Việt Thy cũng đã thay đồ để chuẩn bị cho phần văn nghệ của mình. Đây đây, để cho mọi người coi nha. Thì nghe hát bao nhiêu đó thôi. Hát xong thì Minh Thy đã đại diện cho học sinh tiêu biểu để phát biểu cái lời nói của mình á. À không, ý là phát biểu cái ý kiến cá nhân của mình á, kiểu vậy. Thì không biết trường của mọi người như thế nào, nhưng riêng trường của mình
thì cuối năm lớp 12 mỗi người sẽ được phát một cuốn hộ chiếu vào đời. Còn đây là lúc mà mọi người đang xếp hàng để chờ nhận cái quyển sổ đó đó. Thì trong quyển sổ đó sẽ chất chứa rất 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 là nhiều kỷ niệm thời học sinh nè, cũng như là thầy cô, bạn bè, tất cả mọi người kiểu vậy. Nhưng mà mình nghĩ đó là độc quyền của trường mình luôn á nha. Mới thấy đứa kế bên mình xong mà 5 phút sau là thấy lên tới đây luôn rồi đó. Và đây là toàn cảnh mà mọi người đang được phát nè. Thì theo ý kiến riêng của mình, sự khác nhau giữa năm của Minh Thi Việt Thi và năm của mình đó chính là cái khung hình đó mọi người. Năm của mình không có cái khung hình đó nha. Hình là sự khác biệt thứ nhất nha, còn sự khác biệt thứ hai đó chính là năm của mình nó bị Covid, thành ra không có được làm ở khán phòng lớn như thế này và chung hai cơ sở, mà sẽ tách ra buổi sáng là cơ sở 1 và buổi chiều là cơ sở 2. Nhưng mà mình cảm thấy cũng rất là vui luôn á nha, mỗi năm mỗi khác biệt mà đúng không? Mình toàn thấy Minh Thi Việt Thi không mà, còn đây là thằng em của mình đó nè mọi người. Đứng ở đâu trong góc kẹt mà còn dơ cái hình của mình lên nữa. Nhìn buồn cười dễ sợ luôn á. Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này thì không thể nào tránh khỏi những hàng nước mắt đã tuôn. Trong đó còn có mình nữa. Là mình nhớ tới mình 2 năm về trước. Chủ nhiệm lên tới sân khấu mà vẫn còn phải đi tìm nữa nè. Sau đó thì trường mình cũng đã ngỏ ý cho phụ huynh lên để chụp chung hết tập thể luôn. Và thế là kết thúc 12 năm học, bắt đầu cho cuộc hành trình đầy gian nan ở phía trước đang đợi các bạn. Thì mong là tất cả các bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn nha. Sau khi buổi lễ trưởng thành lần thứ 3 của mình kết thúc, mà cũng không biết mình trưởng thành chưa nữa, thì mình sẽ đi ăn chung với cha với mẹ mình. Ngoài ra còn có thằng em bị bỏ quên nữa nè. Xong rồi mọi người coi cha mẹ của mình ở dưới đang làm gì nữa nè. Đi nắm tay nhau đúng mùi luôn á. Và cái chuyến đi ăn cuối buổi này cũng đã kết thúc lại video của mình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.